Hello, xin chào tất cả khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty. Thì trước ống kính máy quay là một chị khách hàng hôm nay qua DK để thực hiện xóa sửa cặp lông mày. Và trước khi tiến hành thực hiện xóa sửa cặp lông mày cho chị thì chúng ta hãy cùng nghe chuyên gia của DK phân tích qua một chút về tình trạng cặp mày của chị nhé. Đã em mời chuyên gia phân tích về cặp mày của chị ạ. Đối với cả tình trạng của chị Lan ấy, chị Lan cũng làm lông mày được một thời gian rồi. Tuy nhiên là về cái dáng lông mày của chị nó cũng lệch nhau. Đó, nó không được đẹp. Và cái thứ hai nữa là do cái da của chị Lan là lỗ chân lông to và da dầu. Nên là khi cái tình trạng mà lỗ chân lông nó giãn nở, dầu nó đẩy lên thì cái mực của chị nó đã bị vỡ, nó vỡ sợi rồi. Nhìn nó không còn được đẹp. Và nó loang đi khá là nhiều. Đúng rồi, nó bị loang sợi ra, nhìn nó rất là xanh. Chị Lan ơi, trong cái quá trình làm thì đến với DK ạ, thì trước khi thực hiện laser thì chị có lo lắng gì không chị ạ? Chị không. Hoàn toàn tin tưởng DK trước khi đến rồi đúng không ạ? Vâng, thì bây giờ em sẽ không làm mất thời gian của chị mà em sẽ mời chuyên gia thực hiện laser lông mày cho chị luôn chị nhé. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Em. Vâng, và ngay bây giờ thì chuyên gia của chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện laser cho chị Lan. Và như các bạn cũng có thể thấy luôn là khi mà tia laser tác động đến đâu thì vùng mực ở đó mờ đi rõ rệt và không hề có dấu hiệu tổn thương hay là trắng cháy xém trụi lông ở vùng da đó. Và đặc biệt hơn là ở tại DK sử dụng siêu laser Picomax 2022 thì chúng ta sẽ hoàn toàn không phải kiêng khem gì cả. Và ngay sau khi thực hiện thì khoảng 15 phút là chúng ta có thể kẻ vẽ rồi. Và đây là kết quả của một bên lông mày. Và ngay bây giờ chuyên gia sẽ cho chị Lan xem để có thể so sánh cái kết quả. Da của mình hoàn toàn bình thường, không hề có sự tổn thương chị nhé. Chị Lan ơi, thì chị cảm thấy như thế nào về cái kết quả hiện tại về một bên mày của mình đã thực hiện laser ạ? Chị thấy là cũng hiệu quả, nhưng bắn thì cũng... Thì em mời chuyên gia thực hiện nốt bên còn lại cho mình để không tốn thời gian chị nhé. Thì như chúng ta có thể thấy là so sánh được cái sự khác biệt rõ rệt giữa hai bên khi một bên là chưa thực hiện và một bên là đã thực hiện laser. Và cái thời gian thực hiện laser tại DK thì rất là nhanh. Và đặc biệt với công nghệ siêu laser Picomax 2022 này thì cái khoảng thời gian thực hiện giữa các lần nó còn được rút ngắn đến 4 lần. Và chúng ta cũng không hề phải kiêng khem nghỉ dưỡng gì cả. Đấy, rất là nhanh thì chuyên gia đã thực hiện xong rồi. Chị ơi, trong cái quá trình làm thì mình có bị đau rát hay khó chịu quá không chị nhỉ? Cũng hơi đau nhưng mà chịu được. Là nó châm chích đúng không ạ? Trong sức chịu đựng của mình. Mà để làm đẹp thì nó hoàn toàn là xứng đáng đúng không ạ? Vâng, thì em cảm ơn chị nhé. Thì nếu mà như các bạn đang có bất kể vấn đề gì về mày, môi, mí hay là vấn đề gì mà muốn được các chuyên gia của DK tư vấn hay hỗ trợ thì nhanh tay inbox lên cho fanpage để nhận được cái sự tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất từ DK. Xin chào và hẹn gặp lại.